Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của team Yugi Club ở trong trận đấu thứ ba. Trận thi đấu mà có rất nhiều cá thà. Bên kia thì có Maxe Yugi, bên kia hai cá thà, một Maxe một Roman tứ quý chém. Còn bên này chúng ta cùng xem. Tom là người cầm Babylon, vô thường là người cầm cá thà, tiểu bạch long người cầm AC và cuối cùng Gunny là người cầm Babylon. Thắng đây trận, thắng đây một C gọi là đang có chút quà đi. Thua nhiều quá tù hết người. Có lẽ chúng ta nên khởi động với Tôm. Một bài Tôm là người cầm Pamiran. Quả đầu là khá dễ ăn. Vâng, nền đất lúc đầu cũng là khá mượt. Một bài Tôm dơ mặt ra ngoài. Hy vọng Tôm là người tát người ta chứ không phải là người ta là người tát Tôm. 7 trên 12 bắt đầu đi dò bằng hai nông dân. Pamiran thì có lợi thế như vậy. Vâng, nói lợi thế thì cũng không hẳn vì vâng, Pamiran cũng cho năm nông dân ăn quả đầu thôi. Vì vậy hai nông dân đi dò, một nông dân thứ 8 ra chặt gỗ như các loại quân bình thường. Để nói cũng hơi thừa, nhưng thực tế nó là như vậy. Bên kia là hai cá tha, một Maxe, một Roman. Chơi một kiểu công công hiến. Một nhà sẽ được vâng dồn đồ bật vốn trộm. Cá tha trong cánh sẽ được dồn đồ bật vốn trộm. Có lẽ là như vậy. Vài mà đôi voi bầy hiêu không được quy củ cho lắm nhưng về cơ bản có thời điểm này cũng là tốt rồi. Bái quả phụ là mát ruột thế thôi, tôi chỉ mong như thế thôi để Tôm có thể có một bài chém sở trường. Rồi voi đầu về rất mát, rất gần, rất mát, hy vọng có thêm bái quả phụ nữa và Tôm đừng dò sót, chỉ mong có thế thôi. Không biết đây đôi vòi một vòi nữa. Như vậy cũng chỉ là cô đơn thôi. Cô đơn nỗi đau rồi. 14 và thiết kế thêm một bé e. Gỗ cũng đang dồn lên khá nhanh. Tầm 2 tơn gỗ đã là đủ để thiết kế bé e đầu thôi. Bảy hiêu phía dưới cũng đã thấy rồi. Vì vậy chỉ cần một bái quả thôi. Úi giời. Rồi, như vậy là voi cũng đã về. 120 gỗ, đóng hết đầu thôi. Úi giời, đèn đầu. Cố thiết kế gần bãi vàng. 17 nông dân vẫn đang cố cắm đầu cắm cổ xong. Tôi nghĩ là 18 nên thôi đi. Em cũng tròn 18 tuổi là được rồi. Vượt qua độ tuổi mà anh có thể đi tù là tốt lắm rồi. Đây là một bầy hiêu nữa. Tương đối to. Rồi kích đời 70 18 nông dân chúng ta cũng đảo qua các nhà khác xem. Màn hình máy của em thủ vô thường 24 chưa kích. Trong cánh và buôn 25 dân. Đánh chém có nhà có ruộng. Đây màn hình AC tiểu bạch long hiêu về voi về đang cắt dân ăn quả phụ. Vừa là kích hay chưa nữa. Chưa kích. Và cuối cùng màn hình máy của em thủ Gunny. Úi dồi ôi. Coi viết là bẹt tè là nhà và có lẽ chúng ta nên quay lại với Tôm. Một bài ăn xong bầy hiếu này vẫn phải ăn một bầy hiếu nữa để lên đời. Úi giời, úi giời. Để về cố gắng thiết kế bên bên cạnh bãi gỗ để bò nhưng nghĩ đi nghĩ lại ối rồi chết dần, đập nhầm đạo. Vẫn có một cái gì đó trong ngày hôm nay không không thực sự chiều lòng các fan của Thái Bình. Vâng, đây là BL. Bài sẽ kích ở cuối cuối 10. Voi sắp oẳng. Vì vậy Tôm vẫn đang cố gắng đánh vòng. Tụ dần và tụ dần phóng vòi ở trước BS. Rồi. Để cuối cùng con vòi cũng đã chịu nằm xuống. M và L đang được gấp rút thiết kế, L thì đã xong. Đây là M. Vài dọa ma là rất tốt.
Vâng, 11 phút 03. Dự đoán cuối 10 vẫn là hơi sớm. Sóc giò. Sau đó thì chuẩn bị thiết kế một chiếc BS ăn vàng ở một bãi vàng tương đối đẹp. Rồi, cắt dân ra ăn vàng thôi. Đóng mặt này cũng được. Chốt e, chốt e các kiểu rất cẩn thận. Bây giờ thì đẩy lên góc 12 giờ. Giờ này cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa đâu. Rút nông dân vào trong đi thôi. Bao xe một tơn. Ai là người đít? Tôi nghĩ rằng khả năng đít rất cao. Xem ở nhà khác xem. Đây là màn hình của vô thường. Đấy, các tham lai chúng ta đang xem trên màn hình. Đấy, tất cả bên mình thì cũng đã lên đời xong. Đời một thôi. Bên kia thì có xu hướng lên đời muộn hơn một chút. Đây là tiểu Bạch Long. Màn hình máy có đủ ngăn đi. Và cuối cùng là đến với tôm tiếp. Bắt đầu bo bế. Rồi, 2E. Có giò của Exciter. Úi giời, vẫn ra được. Rồi, cho cái E nữa. Hết. 17 đồng dân, một ngựa giò. Rồi, chắc cốp nâng bánh xe. Gặp luôn với Exciter. Con giò công giáp đầy đủ, bắt đầu chơi với Exciter. Exciter là người cầm Roman. X cũng đã lên đời 3 xong. Úi giời. Vâng, như vậy là Exciter đã bắt đầu én toàn bộ nông dân. Bây giờ thì vâng, rất nhiều nông dân bắt đầu chạy. À ra. Đã thiết kế xong cái y. Và đang có ý đồ vâng ôm nguyên thủ Tom Cruise nhảy xong tên này. Vẫn thoát kìa. Úi giời. Kẻ cắp gặp bà già thôi. Hơi nhỏ nha em. Bảy hiệu cuối cùng đã bị phát hiện. Lang thang trong này có chém. Úi giời, có lẽ là y chưa có giáp. La vào chém xối xả. Những con y Roman. Đây có P. Hít đi, hít đi. Sao cái con đầy máu chả hít đi, hít cái con ít máu này. Thôi cũng được. Vâng, cứu gần trước, sau đó cứu xa sau. Úi giời, úi giời. Chỉnh nó dần dần gỗ đi. Gỗ chặt thủng cánh rừng lại liệu hồn. Như vậy là đá đen con đi này rồi. Tiếp tục bò bế vào. Kín, đúng rồi. Đen một cái e cho nông dân lên chốt chốt bè e vào. Phía trong nhà bi thì là hay hơn. Đứng đấy chém là cái gì? Còn lâu mới chém xong cái y đấy. Úi giời. Rồi chém chết con voi đi. Ai ui, ui, ui. Xong rồi, xong rồi. Ơ kìa. Không biết ở trong đấy còn cái gì hay hò đấy không. À rồi. Vâng, như vậy đen e. Và sau đó thì cho nông dân lên thiết kế BA. Còn bây giờ chúng ta cùng xem màn hình máy của các nhà khác. Đây là phi thường. Thằng này 33 trên 52 cơ mà. Khỏe đấy. Màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long. Ý gì y Max C đâm vào. Đông ấy. Y Max C rất đông. Ui, ui, ông chỉ mang ông bác đâu ra nhiều lạc đà này rồi. Chết rồi. Căng cỏ rồi. Cái cánh bên kia yếu à. Không. Vẫn 35 của ông thủ Gunny Babylon đánh cung A này. Tiểu Bạch Long vẫn 38. Hay là chơi một cái bài mà đánh như kiểu Adit. Vâng, đua phát triển. Không đánh nhau là mấy. Sau đó khi nào đông quân bắt đầu mang ra đánh nhau. Sợ thật. Bây giờ thì y Max C đâm vào đây. Còn chém Katha lao vào kia. Thôi, Tiểu Bạch Long lại bùng cái hốc này rồi. Vâng, y Max C nó đâm. Đâm thẳng vào ruộng. Không thèm lao vào cung R.
Còn cá tha đầu bên này xem. Cá tha quá đông như con lạc đà. Cũng may là, vâng, cũng may là Yugi không lao vào đám cung rờ này. Yugi mà lao vào đám cung rờ này thì đúng là rất căng cò. Nhưng bây giờ thì cũng khó. Yugi cứ thả ba con đi vào đây thôi. Những con đi trường bà rất lâu chết. Đấy, máy game thủ Yugi, à vâng, màn hình máy game thủ Gunny tham lai 49. Lạc đà của Simang bắt đầu muốn tạt sang phía bên này. Tom Grui tham lai 26. Bây giờ thì bị những con y bắt đầu chơi vào và vâng, cái gì nhìn thấy trên màn hình thì cũng đã nhìn thấy rồi. Vâng, đá có người bật 4. Mèo mèo đã có những chiếc BA và BA đời 4. Vậy e vẫn là rất nhanh. Nhưng lại bắt đầu khó thế này. Lại cực kỳ khó. Cứ không đẩy được để IMAX quấy, không ai đẩy quân ra được khỏi nhà. Ngô Thường tham lai vẫn 4-4. Nhưng bây giờ thì vâng, muốn công vào nhà em thủ Mèo Mèo, liệu có được tên này không? Mèo phải e quá nhanh. Máy máy em thủ Tiền Bạch Long tham lai 47. Nhà đỡ y không thì không đến chết thôi. Anh đẩy cung R lên một tên, nhưng cung R sẽ có lẽ sẽ bắn nhau với Hot thôi. Và cung R bắn nhau với Hot thì các bạn đã biết rồi. Nó khác lắm. Máy hình máy của em thủ Gunny tham lai 66/72. Vâng, cũng cũng đóng ca, cũng lên 4. Máy hình máy của em thủ Tôm 3 xịt dành cho Babylon. Nhưng đứng cò cưa nhau chán chê với lại Exciter cầm Roman. Cũng không có lợi thế gì so với các loại quân còn lại có khả năng gây đột biến. Bây giờ Katha đẩy sang một tên. Toàn những con lạc đà thương binh. Vô thường 47/72. Rất nhiều dân người thủ xi măng đã nằm xuống. Vô thường vẫn hiệu quả, nhưng bây giờ thì Mèo Mèo bắt đầu đẩy quân. Và Tom Grui là người chuẩn bị hứng chịu những tên đẩy quân của thủ Mèo Mèo. Cầm vâng, cầm Hot Catania. Đã cùng chờ xem. Chiến thuật thì chẳng có gì ngoài dự đoán cả, nó vẫn cứ thế thôi. Một nhà Katha trong cánh bật 4 trộm. Ở Thái Bình thì cũng chả lạ gì điều này. Nhưng có điều vâng, để ăn được thì nó hoàn toàn khác. Hot bắn chặn có lửa. Hot Katha thì tất nhiên là không lên được thần rồi. Nhưng ở thời điểm này, vâng, khi mà phút thứ 28, tất cả nhà Thái Bình đều đang rúm gió đỡ nhà trước những con đi Max C. Katha mang những con Hot ra bắn. Thì đúng là siêu khó. Tháng lai vẫn 24 dành cho game thủ Tom Grui. Nhưng bây giờ là một pha loạn nhà. Và Vô Thường là người chuẩn bị chống chịu turn hot đến từ game thủ Mèo Mèo. Đây, máy game thủ Vô Thường tháng lai 43. Y. Vâng, hot vẫn chưa tới nơi. Gunny cũng là người đã bắt đầu có hot. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem ai là vệ tinh tốt hơn, vệ tinh bên nào là tốt hơn. Xi măng cứ vào lừa lừa gõ được mấy cái, không ăn được thì lại ra. 43 thằng này cũng này từ thủ vô thường. Bây giờ thì Gunny cũng có hot. Tất nhiên là hot của Babylon cũng ngang phèo với hot Katha thôi. Nhưng về cơ bản bên mình là có lạc đà tôm trong tuần này nữa. Vâng, vậy e cũng rất nhanh và khít. Tên này vâng, Mèo Mèo hơi ngờ ngạch và Mèo Mèo đã bị bắt gần hết số lượng hot. Tham lai đè quá mạnh dành cho các game thủ Thái Bình rồi. Và có lẽ chúng ta nên đến màn hình máy game thủ Gunny để xem Gunny chốt hạ trận đấu này thôi. Tham lai hơn lead 105/116.
Rồi cuối cùng thì Yugi cũng đã đi sai và xe thắng đầu tiên dành cho các em thủ Thái Bình. Tỷ số về xe được rút ngắn xuống còn 1-2. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong xe đấu thứ tư. Và sau đây nhanh thôi.